Chị ơi về ăn cơm đi, trời mưa rồi. Hôm nay em đi vào rừng, thế em hái ít rau dớn. Mẹ em làm cái món này chị em thử em có ngon không? Nấu với mẹ à? Đúng rồi, cái này em nấu với mẹ. Còn món kia là em làm chua. Trời nắng.